chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay thì xin giới thiệu đến quý vị, hay lạc đề tí xíu nha, giới thiệu đồng hồ đeo tay nha quý vị. Thì hôm nay Sương mới lượm được chiếc đồng hồ giá quá rẻ quý vị. Để cái điện thoại lên cái đế, em sẽ quay cho quý vị xem nha. Vừa nghe nhạc vừa nghe coi đồng hồ quý vị. Đây, vàng vàng đấy ha, không biết phải vàng thiệt không à. Đồng hồ này thì nói chung dành cho những anh khoảng trên 30 đeo thì nó sẽ rất tuyệt vời quý vị. Thậm chí những em 20 ngoài tuổi đeo cũng rất tuyệt vời luôn. Mặt to 40mm nha quý vị. Dây to 20mm nha quý vị. Không biết phải vàng thiệt không quý vị. Quá tuyệt vời ha. Tay em cũng khá to đó. Cái dây này thì quý vị có thể thâu ra thâu vô thoải mái. Đây, đây, chiếc đồng hồ cực kỳ. Đây, cái dây này thì quý vị có thể tăng lên tèo nha. Sợi dây này thì quý vị có đồng hồ xịn, quý vị đưa qua cũng đủ tiền rồi. Chỗ này có thể thâu ra thâu vô nha quý vị, cài cái này ra thâu vô tùy ý. Thì đây, tất cả các cái số trên đây đều nó có mã hết nha quý vị. Nó mã si hết, nó si vàng hay gì đó mình không biết. Dây cũng vậy. Thì chiếc đồng hồ này là xuất xứ thì là da băng nha quý vị. Da băng nha. Thì nó có chút xíu đây oxy hóa chốc gì đó thì mình không biết, nhưng mà cái mặt dưới thì phải chịu rồi. Đồng hồ đóng da băng nha quý vị. Máy ở trong thì nói chung bây giờ về thì nó chạy tốt luôn, nó còn chạy luôn nè quý vị. Thì mình cũng không xem máy ở trong là máy gì, lỡ tháo ra mà nó là máy thụy sĩ thì chắc thôi bỏ luôn quá. Đồng hồ da băng mà máy thụy sĩ chắc chắc không riêng là bỏ luôn quý vị. Em nói đồ tí xíu thôi nha quý vị. Chiếc đồng hồ này thì 1,5 triệu nha quý vị. 1,5 triệu, 1,5 triệu cho một chiếc đồng hồ như thế này ha, vàng vàng này. Cái này thật sự quý vị lấy cái dây thôi cũng đủ tiền chứ khỏi cần tới cái, mà cái mặt nó đẹp như vậy, quý vị đeo vào rất là đẹp. Dây thôi rắn và những cái đồng hồ xịn quý vị tuyệt vời, tại vì dây này dây xịn nó rất là mịn, nó có sướng tay chứ không phải dây nhái quý vị, bao hàng quý vị xịn sò nha, hàng xịn nha. Rồi quý vị nào yêu thích thì liên hệ với em nha. Các chú nào đó 6-70 cao niên gì đó đeo vào vẫn đẹp, vẫn đẳng cấp nha quý vị. Các chú có tiền có địa vị xã hội đeo cái đồng hồ này vào thì không ai nói cái đồng hồ này 1,5 triệu hết, nhìn vô là nói mấy chục triệu không nha quý vị. Rồi xin kết thúc video tại đây, cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn. Quá đẹp quý vị ơi, phải nói là tuyệt vời luôn nha. Rồi xin kết thúc video tại đây. Mặt 40 nha quý vị, còn dây này là 20 nha, dây to đấy.